Bác sĩ ơi, mẹ em bị mỡ máu cao thì bây giờ cần phải ăn uống như thế nào ạ? Nếu như mẹ em mà bị thừa cân, đầu tiên nó phải kiểm soát cái cân nặng đấy đi. Tức là chúng ta giảm cái lượng calo hàng ngày xuống. Giảm calo thì không phải là chúng ta giảm mỡ xuống, mà chúng ta giảm gần như là tất cả các nhóm thực phẩm của chúng ta. Chúng ta kể cả đường, kể cả cơm, tinh bột hay là protein thì chúng ta cũng nên là giảm xuống. Bởi vì khi mà chúng ta ăn quá nhiều calo thì nó dẫn đến cái tình trạng là chúng ta bị dư thừa calo, thì nó sẽ tích lũy vào trong mỡ và dẫn đến tình trạng là tăng cholesterol. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là chúng ta hạn chế những thực phẩm mà chứa nhiều cholesterol, đặc biệt những thực phẩm mà chứa nhiều cholesterol như là ở trong mỡ động vật này, cái nội tạng của động vật này, cả kể cả lòng đỏ trứng gà nó cũng chứa nhiều cái cholesterol. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ là bổ sung thêm những cái thực phẩm mà chứa nhiều omega 3, chẳng hạn như là từ cá này, hạt chia này, quả, những cái hạt đấy thì nó chứa rất là nhiều omega 3 ở trong đấy. Cuối cùng ăn thêm nhiều cái chất xơ, bao gồm là chất xơ không hòa tan và chất xơ hòa tan, bởi vì khi mà chúng ta ăn những cái chất xơ hòa tan đấy, nó sẽ tan cùng với cholesterol để nó sẽ đào thải qua ra bên ngoài qua đường phân của chúng ta.